Chào mọi người, hôm nay trên tay mình đây một sản phẩm cực kỳ thú vị đến từ iFi. Nó là cái con đắt đầu bảng mang tên là iFi Pro, iFi Pro ISD ha. Cái dòng sản phẩm này thực sự là nói cái dự án đã được xuất phát từ khoảng, mình nhớ không nhầm, từ cách đây 3 năm rồi. Và nó đã đi show rất nhiều show audio trên toàn thế giới và qua rất nhiều những cái prototype, những cái bản thử nghiệm. Thì bây giờ nó đã chính thức cái con, đã có phiên bản thương mại hoàn thiện luôn, con iFi Pro ISD ha. Thì các bạn có thể thấy luôn ở trên mình thì nó sẽ có một cái nhãn mác là General Electric trước. Thì con này nó cũng giống như con Pro Arcane luôn, mà nó sẽ chỉnh các bạn switch output giữa solid state và bán dẫn hoặc đèn. Thì chúng cái này một mình sẽ có thêm một cái video clip giới thiệu hoàn toàn về những tính năng chức năng của nó luôn. Thứ hai nữa là cái iRes Audio, và điểm cũng thú vị khác là iRes Wi-Fi luôn. Con này sẽ là network streamer luôn được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp bên trong xem cái gì ha. Nói chung Pro ISD thì chắc có lẽ alpha hơn nó thị trường Pro rồi. Cái thứ trong gói nó giống y chang như con Pro Arcade luôn. Các bạn có thể thấy mỗi hộp cứng ở bên ngoài và bên trên là ngay mình nhận từ mặt tiền và cái con nhân vật chính. Nhưng mà con này thì là Pro ISD ha. Rồi, có một điều mình muốn nói với alpha luôn là một con đắt 60 triệu nhưng mà phụ kiện thực sự nó có rất nhiều điểm để mà cần phải xem xét lại luôn. Bây giờ mình sẽ xem phụ kiện bên trong ha. Đầu tiên trong hộp này là gần như tất cả những phụ kiện của iFi luôn, kèm con này. Đây, rồi. Thật sự mà nói thì mình hơi thất vọng một xíu. Hai điểm thất vọng nhất của mình đó là hai cái này. Cái này là một sợi dây xin lỗi các bạn, đây là một sợi dây USB Type-C dành để các bạn kết nối với đắt USB đắt như với máy tính của bạn để xài ha. Thì cái dây này thật sự mà nói nó đã theo kèm với những con đắt rất là rẻ tiền và giống y chang chất lượng của con đắt của IDC-LE luôn. Thật sự hơi khó hiểu chút. Thứ hai nữa là cái dây RCA này. Cái dây RCA này cũng của HiFi và cũng giống y chang với những cái dây phụ kiện đi kèm của con IDC-LE hoặc là con Nano I1. Thật sự mà nói với những bạn mà đã mua một cái con GC tầm cỡ này rồi á, thì chắc chắn mình khuyên các bạn luôn là nếu muốn phát huy tốt nhất cái công dụng của chức năng và chất âm của con Pro ISD á, thì các bạn nên mua cái dây RCA khác, bởi vì dây này đã ảnh hưởng chất âm rất nhiều. Thật sự như vậy luôn, và cả dây USB cũng vậy. Phụ kiện thì đi kèm nó cũng đơn giản nữa các bạn. Cái remote của con này cũng là một điều mình muốn nói luôn, thật sự quá đơn giản. Đây, các bạn, nó không có chỉnh các bạn output, input gì đó, nó chỉ có tăng volume vậy thôi, hoặc là tăng volume lên con Pro Arcane thôi. Nó không có chỉnh input, output, không có chỉnh filter gì hết, nó chỉ có một lúc này tăng lượng thế này thôi, thật sự cái remote này thì có lẽ là trừ, mình muốn nói luôn. Đây, kém một xíu rồi đó. Rồi, đây là một cái adapter chuyển từ optical sang coaxial. Cái này các bạn cũng có thể kiếm dễ dàng trên thị trường, nó không quá khó kiếm lắm. Cái này là cái các bạn có thể thấy như cái tua bit vậy đó. Đúng thì đúng như vậy luôn. Thì cái này sẽ dùng để chỉnh các cái điều kiện ở trên cái con Pro ISD này. Thực sự có nhiều thứ bạn phải cần cái này chứ không là nhiều lúc mất thì bạn phải sử dụng cái tua bit thì cũng. Cái này là anten. Anten này thì để phát huy cái để tăng cái khả năng thu sóng wifi của cái con Pro ISD này. Thì chút nữa nó sẽ có clip đó thêm luôn ha. Cái này là cái manual của con Pro ISD. Thì thực sự vì con Pro ISD này nó quá nhiều tính năng và có những thứ các bạn cần phải đọc hết, nắm rõ hết đó, thì cái này bạn rất cần phải đọc và đọc nghiên cứu kỹ như nhé. Thì sự này rất đáng phải đọc luôn. Thế là bạn phải mua một con đắt sức kiểu thì nên đọc cái này trước. Nói chê thì chê như vậy thôi, chứ là cũng có điểm khen, đó là cái cục nguồn đó. Thì cái cục nguồn của nó này nó cũng giống như con Pro Arcane luôn, nó là một cục nguồn của khá là bự lắm, ngang với cục nguồn mấy con sạc laptop luôn. Đây, rất là dễ thấy. Đây là cái con để mình show các bạn biết thấy ta. Đây là con iPower Plus. Thì con này á là cung cấp nguồn DC dành cho cái con đắt hoặc là dòng con Pro Arcane. Thì nó cái dòng của nó là dòng DC 15V 4A, tức là tổng cục này là 60W. Thì theo iFi thì con Pro ISD này nó có thể hoạt động với những nguồn khác, hoạt động từ 60W đến 80W. Nhưng mà để phát huy tối đa được cái chất âm của con này thì các bạn nên sử dụng cục iPower Plus thì cục này này. Thì so với cái cục iPower bình thường như là iPower 5V, 9V gì đó, thì cái độ cơ thứ nhất là công suất, thứ hai là cái việc lọc điện của cái con này nó có hiệu quả nhiều noise, sửa noise tốt hơn. Rồi bên trong nó cũng cho các bạn cái dây ba chấu bình thường thôi ha.
sự mà nói phụ kiện thì chắc mình cũng hơi cái gì đó hơi đẩy họ cái alpha một chút rồi, nhưng mà thôi đến đây là chính ha. Đây là con Pro Addis đi rồi, là ông ta. Thì hôm nay mình sẽ chỉ nói về một chút về cái output và in out và cái bên ngoài nó thôi, chứ còn về chức năng thì mình phải nói một clip riêng rồi bởi vì nó quá nhiều. Nếu các bạn thấy cái hộp này nó là bằng full kim loại luôn, còn rất là nặng luôn, thực sự là nặng. Và ở bên trên này các bạn thấy đây là cái NOS General Electric 5670. Cái này là cái bóng, là bóng của được sử dụng ở trong cái con đắt này. Ở đây thì các bạn thấy luôn, đây là các nút điều chỉnh đó, nguồn này, input này, cái này điều chỉnh filter hoặc là assembling DSD 1024512 thì cái này cũng khá quan trọng cho việc điều chỉnh cách âm ấy, thì mình sẽ có clip luôn. Cái này là cái nút điều chỉnh output, thì các bạn thấy điều chỉnh output là solid state, là cái bán dẫn ở ngoài cùng này này. Đây là sử dụng tube, và cái này tube plus nó là cái truyền mạch của tiếp âm của ống bóng sóng analog output. Và đây là cái cổng headphone. Thì cổng headphone của con này á, nó là rất là ok luôn, nó có ba cổng các bạn để sử dụng. Một là cái cổng Sigurban 6.3 ha, hai là cổng Sigurban 3.5, thứ ba là cái cổng Balan 2.5 này, cái này tên nghe như thì cũng rất là ổn luôn. Cái này là tai nghe, thì con này công suất cũng khá là ok, khá là ổn để kéo những cái tai nghe full size mà khó kéo thì mình đã thử thấy rất là ổn rồi. Đây là nút volume. Cái điều thú vị nữa đó là con này á, nó các bạn tắt vào chân đi ha, họ tắt đi và để nút volume như thế này đó cũng được. Sau khi mà nó mở lên lại á, sau khi tài động lại thì nó sẽ tự hồi về cái mức volume ban đầu luôn, rất hay, rất thú vị luôn, điểm khá ấn tượng. Cái góc nhỏ này nhiều bạn hay hỏi cái Pro-i-ken nó là dùng để làm gì thì mình trả lời luôn, đó là cái cổng mà để các bạn nhận cái điều khiển từ xa, cổng IR á, thì không ngoài ha. Cái mặt output đằng sau này với input đằng sau này mới là cái điều mà các bạn nhiều bạn sẽ bối rối lắm, thì mình sẽ nói sâu qua thôi chứ không nói nhiều đâu. Cái này á, là cái cổng adapter DC 15V1A để cắm cái cổng adapter mới nãy ha. Cái này á, nó là cái cổng clock out BNC 75V. Cái này cũng là vậy luôn, cái này là clock in nè, cái này là clock out nè. Cái này để mình điều chỉnh các chế độ clock để núm này nè. Đó, thì lúc này cái này mới sử dụng đó. Rồi, thì cái này mình sẽ chút nữa mình sẽ nói thêm một tiên thời gian, cái chiếc âm bốc này cũng hơi có hạn chút xíu. Thứ hai á, các bạn thấy đây cái nhỏ nhỏ này để gắn anten các bạn vô để sao sử dụng wifi. Con này có thể sử dụng là network streamer, sử dụng chuẩn DNA luôn được, thì các bạn phải cắm như thế này và sử dụng wifi điều khiển không dây thôi, khá là tiện lợi ha. Rồi, nó có khả năng là nhận USB. Cái này USB host, cái này bạn hỏi USB host là gì thì nó đơn giản là các bạn cắm cái bộ nhớ di động vô và cho nó hát thôi, ok, đơn giản ha. XLR, AX, ABU input và crystal optical chung cộng luôn ha. Cái này là mình thể nhớ macro SD, thì các bạn thể check nhạc trên thẻ macro SD và cắm trực tiếp vào này luôn thì điều chỉnh qua app rất là đơn giản thôi. Và mỗi cổng bình thường là cổng USB B 3.0 cổng này của wifi này. Cái điều đặc biệt nữa đó là cái cổng LAN và sau này thì cổng LAN sau này thì để sử dụng là network, thì mình sẽ nói thêm cho clip này chắc cũng đủ nội dung rồi. Về output á, output thì các bạn có thể thấy đây là một cổng Balan, hai cổng Balan XLR ha, và một cổng single end RCA. Thì cái điểm này con này nó có thể chỉnh có bạn là sẽ là output là RCA hoặc Balan, nhưng mà các bạn có thể chỉnh là nó là pre luôn cũng được. Nhưng mà cái điều mà mình thấy hơi kỳ một chút xíu là phải sử dụng cái này, phải sử dụng cái tool này để các bạn chỉnh cái output này, thì chút nữa mình sẽ nói thêm với vụ này luôn. Thì cái này là một điều mình sẽ nói cho các bạn dễ hiểu hơn, thông dung hơn. Mặt dưới thì nó là để cao su để chống cày và chống rung luôn. Cái này điều này mình rất là thèm. Thực sự nói thì cái con này về mặt bên ngoài, về chất lượng build và về những cái tính năng đi kèm thì mình có thể nói là gần như không có thể gì để chê hết. Và mình sẽ có một clip riêng để nói về cái âm và cái chức năng của con này luôn. Nhưng mà về bên ngoài các bạn thấy mặt trên nó là đánh vô cực sóng nhìn rất đẹp, rất đẹp. Và cái cảm giác, cái feel, cái touch and feel của nó thấy nó rất là luxury luôn, rất là cao cấp, tầm khoảng đắt 60 triệu này. Nó ok rồi. Rồi, các bạn hãy chờ video clip tiếp theo của mình để giới thiệu sâu hơn về cái mẫu Pro Addis này nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.